Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị Chà mì shop một tiệm thức ăn Việt Nam quen thuộc trong khu Bel Air ở Houston ở Texas đã bị một người đàn ông cũng là gốc Việt là Đồng Hương ném sơn đen lúc sáng sớm ngày thứ Bảy ngày 20 tháng 4 năm 2024 với mục đích theo thông tin nói rằng chưa rõ lý do tại sao Hành động phạm pháp này của người đàn ông trung niên được camera quay lại một cách rõ ràng Ông đi qua đi lại ném hộp sơn cả thầy bốn lần liên bảng hiệu. Và trên lối đi của cửa tiệm được camera ra ghi lại một cách rõ ràng. Sự việc xảy ra vào khoảng 4 giờ 25 phút đến 4 giờ 30 phút sáng sớm. Cảnh sát đã thu thập hình ảnh của các camera xung quanh để có thêm những bằng chứng. Và ngày 23 tháng 4, ông nói với phóng viên rằng Cô Thị Nguyễn là chủ tiệm cho biết cửa hàng Tammy Shop luôn luôn làm ăn buôn bán đàng hoàng và không biết có phải là do tiệm kinh doanh tốt, khách hàng đông nên đã gây cho ai đó xanh lòng đố kỵ thuê người lớn tuổi đến để mà phá tiệm của em hay không. Theo cô thì người đàn ông này không xa lạ gì trong khu vực Bella. Cô thì cho biết vào lúc 3 giờ sáng cùng ngày, một nhân viên security đã có thấy người đàn ông này đi bộ trên con đường Bella có vẻ như đang đến Tommy Shop và đã nhận ra mặt ông ta ngay khi xem video cảnh ông đi qua lại ném sơn đen vào cửa kính và bảng hiệu của tiệm Tommy Shop nhiều lần. Anh Skill thì đã biết ông này từ trước và nhận được mặt ông ngay lập tức. Cô thì nói tiếp như vậy. Nhiều người cũng chứng kiến hành động lén lút của ông đồng hương qua video được đăng trên các Facebook món ngon người Việt Houston. Facebook người Việt Houston, Facebook hiệp sĩ Houston đã tỏ ý khá là bất bình. Nhiều người với nick như là Eric Nguyễn nói rằng không phải đứa trẻ nào cũng đáng yêu, không phải người già nào cũng đáng kính. Còn những bình luận khác như người này sẽ trả đúng giá trước pháp luật của Hoa Kỳ nhưng cũng vô tình làm cho Tammy Shop nổi tiếng hơn và đông khách hơn. Cái trò này du nhập từ Việt Nam nè, hy vọng police bắt được ông ta, đó là bình luận của Huynh Lê. Một bình luận khác nói rằng ông này bị thêm tội phá hoại parking nữa nè. Ganh ăn tức ở sân si tạo nghiệp để rồi phải trả về sau. Kiểu người này chỉ biết làm chuyện tào lao để gây sự chú ý rồi không biết có lợi gì hay không. Nhưng không sao đâu chị, họ hàng càng ghét chị thì họ lại càng mang cái phúc đến cho chị nhiều khi khách hàng của chị nhiều người lại biết rộng rãi hơn nữa. Có những bình luận nói rằng qua đến Mỹ rồi mà không học được cái hay cái tốt của người ta mà cứ đem cái đầu trẻ trâu của Việt Nam đi phá hoại. Vậy mà kêu người ta không ghét sao được, tới già vẫn còn mang tính trẻ trâu không trưởng thành được. Ngay sau sự việc cô Thi Nguyễn tốn khoảng từ 5.000 cho đến 7.000 đô để sơn lại chùi rửa cửa tiệm của mình. Cư dân quanh Bel ai cũng biết Tommy Shop có những món độc chiêu đặc sản như gà ủ muối, gà nướng muối ớt, gà da giòn thịt dai chân gà ủ muối tay heo ủ muối giò heo ủ muối heo rừng xào lăn mực một nắng ướp sa tế và nhiều người nói rằng qua sự việc này chắc chắn nhiều người sẽ biết đến nhà hàng nhiều hơn và biết đến cửa tiệm nhiều hơn có thể một cách khách quan người ta chỉ vì tò mò về thông tin này người ta tìm hiểu về tiệm và cũng có những người vô tình đã tìm được nơi mà nói rằng có những món ăn mà mình vẫn thường quen thuộc và yêu thích khi còn ở việt nam và qua đến đây lại biết một chỗ nữa thực sự đây là họa vô điên trí tuy nhiên có người nói rằng trong cái họa có cái may là như vậy những điều mà chúng ta tưởng là gây phương hại cho người khác lại có thể đem lại lợi cho người khác là thế Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị, Sở Cảnh sát Son Lake đang biện minh vòng vo. Tam Quốc có liên quan tới vụ một ông gốc Việt bị cáo buộc gây ra hàng loạt vụ tông xe nhắm vào phụ nữ, rồi bỏ chạy trong thành phố và làm dấy lên nghi vấn vì sao anh Duy Phạm không bị bắt ngay sau vụ tông xe rồi bỏ chạy lần đầu tiên vào tháng 8 năm 2023. Theo đài ksl Fire TV đưa tin sự việc diễn ra ở thành phố Salt Lake ở Utah. Một phát ngôn viên của sở cảnh sát nói với KSL TV nói rằng sự việc đang được điều tra như là một vụ hành hung nghiêm trọng. Tuy nhiên, người ta xác định rằng chưa có đủ căn cứ để bắt giữ anh Duy Phạm, mặc dù có bảng số xe, có một nạn nhân và hai lời kể của chứng nhận. Thật chẳng công bằng khi nói rằng chúng tôi không hành động, Rand, phát ngôn viên của sở cảnh sát Soleil SPD cho biết. Các sĩ quan các thám tử của chúng tôi nỗ lực điều tra vụ án này vào thời điểm đó và chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra. Có rất nhiều tình huống có liên quan tới vụ án cụ thể này mà cuối cùng không dẫn tới xác định ngay lập tức nghi can cũng như không dẫn tới cáo buộc nào. Đó không phải là điều cho thấy sở cảnh sát của chúng tôi thất bại trong điều tra. Sau vụ án này, anh Duy Phạm bị cáo buộc tông thêm 5 người nữa từ tháng 8. Vụ tông đầu tiên xảy ra ở đường 1000 West và 500 South. Đài KSL đi tìm câu trả lời sau khi có tuyên bố nguyên nhân dẫn tới vụ tông xe. Đó là nạn nhân Samantha Matthews khai với cảnh sát rằng anh Duy Phạm bị cáo buộc dụ dỗ bà vào xe của anh. Khi Matthew từ chối, bà khai với cảnh sát rằng anh Duy Phạm rồ ga rồi lùi vào bà. Trong mỗi trường hợp trước khi chúng tôi đệ trình, đều có những yêu cầu pháp lý nghiêm ngặt nhất định mà chúng tôi cần bảo đảm rằng chúng tôi thu thập đủ mọi thứ trước khi đưa vụ án lên văn phòng luật sư quận. Tức là chúng tôi cần phải tìm điều này trước khi chúng tôi muốn bắt giữ ai đó, theo vị cảnh sát cho biết. Vị cảnh sát cho biết sau vụ tông xe sở cảnh sát cố gắng xác định tất cả các cuộc gọi trình báo lên các cơ quan cảnh sát khác ở tài quận Salt Lake. Để dò la anh di phạm, họ cũng biết được bảng số xe của anh. Vì cảnh sát này nói rằng cảnh sát không thu thập được tin tức gì sau nỗ lực dò la thông tích. Tuy nhiên, cảnh sát không thể nói liệu các thám tử có truy tìm anh Duy Phạm hay không. Họ cho biết thêm rằng các thám tử cật lực điều tra trong 2 tháng và cuối cùng đã đóng hồ sơ vụ án vào tháng 10 năm 2023. Chúng tôi muốn chắc chắn rằng mỗi khi chúng tôi đệ trình vụ án lên văn phòng luật sư quận, cuộc điều tra sẽ hoàn tất chúng tôi sẽ không để trình một cuộc điều tra chưa hoàn chỉnh mà không đem lại công lý cho bất kỳ ai và vì mục tiêu công lý các thám tử chấm dứt vụ án để chờ theo dõi thêm ông nói như vậy vì này nói thêm rằng vào thời điểm đó họ không nhận được thêm tin tức nào cho thấy anh duy phạm còn tiếp tục tàu ai khác các thám tử của chúng tôi cùng đơn vị phòng chống tội phạm trộm cướp và bạo lực đang cố gắng liên lạc với các chứng nhân để tìm hiểu về các nạn nhân bị thông xe nhưng chúng tôi muốn bảo đảm rằng chúng tôi đang làm mọi cách để điều tra vụ án này thật đúng đắn ông nói như thế tuy nhiên nhiều người nhận định rằng các vị này tôi không hiểu các vị làm việc trong thời buổi bây giờ tình trạng trộm cướp tràn lan xảy ra khắp nơi tuy nhiên các vị vẫn để ngỏ đó trong khi một vụ án vô nghĩa không có nhân chứng và cũng không có nạn nhân mà quý vị dường như đang có sự phân biệt giai cấp chủng tộc gì đó các bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ và lối sống của những người đang phân hóa xã hội, đang phân cấp giai tầng và phân biệt chủng tộc hay sao? Cảnh sát không thể làm việc ất ơ khi tất cả những bằng chứng và họ có thể tìm ra bằng chứng một cách rõ ràng với công nghệ hiện đại ngày nay camera gắn trên khắp các con đường và họ có thể truy xuất bất kể lúc nào. Đừng nói chi những vụ án vô nghĩa như vậy họ không tìm được trong cả năm trời mà họ không đóng lại vụ án để mà giảm những chi phí tiền thuế của dân để trang trải qua những thám tử đang những làm việc vô nghĩa đó. Vị cảnh sát này nói rằng từ tháng riêng năm 2004 họ đã lật lại vụ án và suy xét tất cả trường hợp tông xe kể cả những trường hợp tông xe mà không phải do anh Duy Phạm thực hiện và họ vẫn đang muốn đưa những vụ tông xe đó vào vụ án và họ nói rằng đó là của anh Duy Phạm vì lý do tại sao cảnh sát không báo động công khai sau vụ tông xe đầu tiên, họ cho biết họ không muốn báo động công khai ầm ĩ hơn mức cần thiết khi chúng tôi có tin tức rõ ràng về một tình trạng an ninh công cộng cần cảnh báo công chúng. Chúng tôi chắc chắn sẽ hành động thích đáng để bảo đảm an ninh ông nói như vậy. Tuy nhiên nhiều người bình luận và nói rằng điều đó thực sự là trái khuấy và điều đó thực sự là có sự mâu thuẫn trong chính những sở cảnh sát hay ít nhất là từ sự phát biểu của phát ngôn viên của cảnh sát. Bởi đem đến ảnh hưởng đến cộng đồng nếu nói tôn xa hàng loạt và nhóm và phụ nữ, thì hẳn nhiên họ đã công bố một cách rộng rãi cho tất cả mọi người cho cộng đồng để có sự cảnh giác cao độ hơn. Trong lúc này, anh Di Phạm lại phải đi hầu tòa với ngày thứ sáu ngày 29 tháng 3 vừa qua. Một thẩm phán đã ấn định phiên điều trần tạm giam vào ngày 9 tháng 5 năm 2024, và anh lại tiếp tục phải ngay ngáy chờ đợi những điều mà họ đang nhắm đến anh. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng